cách thức tiếp cận với cái lĩnh vực khoa học xã hội được đào tạo khi còn trên ghế của Đại học Duy Tân, thì đó là cái nền tảng chúng tôi cho rằng là vững chắc nhất để chúng tôi tiếp cận với những cái thông tin, những cái nguồn tri thức mới hơn trong cuộc sống. Bước vào năm học 2009-2010, Đại học Duy Tân có khoảng 15.000 sinh viên ở các hệ. Trong đó, hệ cao đẳng chiếm 20%, hệ đại học chiếm hơn 70%, còn lại là các hệ khác. Hiện nay, trường đào tạo 14 ngành học với 26 chuyên ngành, bao gồm ngành công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, tài chính ngân hàng, kế toán, du lịch, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công nghệ môi trường. Với sự nỗ lực không ngừng bằng cả sức lực và tâm huyết trong công tác dạy và học, trong những năm trở lại đây, thầy và trò trường Duy Tân đã đạt được nhiều thành tích ở nhiều ngành học khác nhau. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004, đoạt cúp vàng về uy tín chất lượng do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng năm 2005. Liên tiếp 2 năm liền, Đại học Duy Tân đứng đầu các đại học công lập và tư thục ở miền Trung trong kỳ thi Olympic Tin học Quốc gia. Sinh viên Duy Tân đã đạt được 9 giải thưởng trong Festival Kiến trúc năm 2008. Ngoài ra, hàng năm còn đạt được nhiều giải nhì và ba giải thưởng Loa Thành về xây dựng. Đồng thời, trường đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và cấp bộ ở các mảng như quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng. Một minh chứng khẳng định vị thế của Đại học Duy Tân trong làng Đại học Việt Nam. Sinh viên vào học ở trường Đại học Duy Tân sẽ được giảng dạy bởi một đội ngũ giảng viên hùng hậu lên đến 350 giảng viên cơ hữu và hơn 200 giảng viên thỉnh giảng. Hơn 70% các giảng viên này đều là những giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư và một số khác đã từng được đào tạo tại các trường đại học có uy tín ở Mỹ, Úc và Singapore. Kể từ năm học 2006-2007, Đại học Duy Tân đã đi vào đào tạo theo học chế tín chỉ, cho phép sinh viên có thể học nhanh hoặc chậm hoặc học cùng lúc nhiều bằng cử nhân và kỹ sư. Đồng thời, để tạo điều kiện cho các sinh viên không đỗ đại học được học liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng đại học và từ cao đẳng lên đại học. Đặc biệt, với xu hướng mở rộng và phát triển trên cơ sở hợp tác quốc tế, từ năm 2007, Đại học Duy Tân có mở một số chương trình học tiên tiến như chương trình công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn CMU thông qua hợp tác với Đại học Carnegie Mellon, đại học mạnh nhất về tin học ở Mỹ. Chương trình quản trị kinh doanh tiên tiến với Đại học Seattle Pacific. Chương trình hợp tác trong thực hành xây dựng kiến trúc với trường Bách khoa Singapore. Các chương trình tiên tiến này sẽ được giảng dạy bằng song ngữ Anh, Việt bởi các giảng viên có uy tín của Việt Nam và nước ngoài, nhằm tạo môi trường giao lưu quốc tế và cơ hội sinh viên được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của các trường đại học trên thế giới. Trường Đại học Duy Tân đang tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường vào ngày 11 tháng 11. Trường có một hệ thống cơ sở đào tạo khá hiện đại, được trang bị nhiều phòng lớp, đảm bảo cho khoảng 15.000 sinh viên cao đẳng và đại học theo học 14 ngành và 26 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, ngoại ngữ, xã hội, nhân văn. Gần đây, trường được chính phủ cho quyết định đào tạo sau đại học và Bộ Giáo dục Đào tạo đã đồng ý trường đào tạo 2 ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin. Trường còn có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp với 2.000 học sinh theo học hàng năm với các ngành kế toán, xây dựng, du lịch. Ngoài ra, trường có một đội ngũ giảng viên cơ hữu trên 350 người, trong đó 10% là tiến sĩ khoa học, giáo sư, phó giáo sư, còn lại hầu hết là thạc sĩ, rất trẻ, năng động và nhiệt huyết, có tuổi nghề từ 5 năm trở lên. Trường Đại học Duy Tân đào tạo theo học chế tín chỉ, đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học, lên cao đẳng và cao đẳng lên đại học.
trường hợp tác với các trường, đại học và các viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy việc nâng chất đào tạo của trường mỗi năm một cao hơn. Chuẩn đào tạo đầu ra của trường Đại học Duy Tân là sinh viên tốt nghiệp phải đảm bảo giao dịch được bằng tiếng Anh, sử dụng thành thạo các công nghệ thông tin hiện đại, tiếp cận được với các nghề nghiệp đỉnh cao và thích ứng ngay với môi trường lao động ở bất cứ ở đâu, trong nước hoặc ngoài nước, đặc biệt là hoạt động trong một thế giới rất là năng động và nhiều thay đổi. Trường Đại học Duy Tân đang phấn đấu đến năm 2013 hoặc 2015 có thể đạt được một số chuẩn trong khu vực hoặc thế giới như công nghệ thông tin, là đạt chuẩn EBEC chẳng hạn. Đến với một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, các bạn sinh viên sẽ được học trong những giảng đường tiện nghi, mát mẻ, tạo cảm giác thoải mái cho sinh viên. Thư viện đến nay có gần 60.000 cuốn sách và 380 đầu báo, tạp chí, bao gồm các chuyên ngành của trường đào tạo, tài liệu tham khảo, tra cứu, không ngừng đáp ứng phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu cho thầy và trò tại trường. Sinh viên được thực hành trên hệ thống phòng lab hiện đại về tin học, điện tử, xây dựng và kiến trúc. Với hơn 1.000 máy tính có kết nối Internet với đường truyền Vinaren của chính phủ Việt Nam, đặc biệt dành cho nghiên cứu và đào tạo. Đại học Dân lập Duy Tân không những đã khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước, tạo được niềm tin yêu của các bạn trẻ, mà còn là một địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ trí thức đang làm việc trên mọi miền tổ quốc. Bởi nơi đây, dưới mái trường này, họ đã được học tập, trưởng thành và tự tin tung cánh ước mơ vào đời.